Chào các con, bài học hôm nay của các con là tách 10 đối tượng thành hai phần bằng các cách khác nhau. Để học tốt bài học này, các con hãy giúp cô chuẩn bị các nhóm đối tượng có số lượng là 10 như khuy áo, hạt na, lô tô hay nút chai nhé. Ở đây, cô đã chuẩn bị hai chiếc giỏ. Nhiệm vụ của con là hãy tách 10 nhóm đối tượng thành hai phần. Các con hãy đếm số hoa hướng dương nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tất cả là 10 bông hoa hướng dương. Cô sẽ có cách tách thứ nhất. Cô tách một phần là một bông hoa hướng dương. Phần còn lại là 9 bông hoa hướng dương. Như vậy, cách tách thứ nhất từ 10 đối tượng là 1 và 9. Tiếp theo, các con hãy đếm số hoa hồng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tất cả là 10 bông hoa hồng. Lần này là cách tách thứ hai. Cô sẽ có 10 bông hoa hồng. Một phần được tách ra là 2 bông hoa hồng và một phần còn lại là 8 bông hoa hồng. Cùng nhắc lại nhé. Cách tách thứ hai từ 10 bông hoa hồng sẽ tách là một phần có 2 và một phần có 8. Các con đếm số hoa sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tất cả là 10 bông hoa sen. Đây sẽ là cách tách thứ 3. Từ 10 bông hoa sen, cô tách một phần là 3 bông hoa sen. Và một phần sẽ là 7 bông hoa sen. Như vậy, cách tách thứ 3 là từ 10 đối tượng được tách một phần là 3 và một phần là 7. Chúng ta lại đếm số hoa mai nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tất cả là 10 bông hoa mai. Đây là cách tách thứ 4. Cô sẽ tách một phần là 4 bông hoa mai. Và một phần còn lại là 6 bông hoa mai. Cách thứ 4. Chúng ta sẽ tách 10 bông hoa mai với một phần là 4 và một phần là 6. Chúng ta đếm số bông hoa bằng lăng nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tất cả là 10 bông hoa bằng lăng. Đây sẽ là cách tách thứ 5. Từ 10 bông hoa bằng lăng, cô tách ra một phần là 5 bông hoa. Và một phần còn lại cũng sẽ là 5 bông hoa. Cách tách thứ 5 là từ 10, chúng ta sẽ tách một phần là 5 và một phần là 5. Các con nhớ chưa nào? Như vậy, với nhóm đối tượng có số lượng là 10, các con có 5 cách tách thành hai phần khác nhau. Cô sẽ nhắc lại để các con thêm ghi nhớ này. Từ nhóm đối tượng có số lượng là 10, chúng ta có cách tách thứ nhất. Một phần là 1 và một phần là 9. Từ nhóm đối tượng có số lượng là 10, cách tách thứ hai. Một phần là 2 và một phần là 8. Từ nhóm đối tượng có số lượng là 10, cách tách thứ ba. Một phần là 3 và một phần là 7. Từ nhóm đối tượng có số lượng là 10, cách tách thứ tư. Một phần là 4 và một phần là 6. Từ nhóm đối tượng có số lượng là 10, chúng ta có cách tách thứ 5. Một phần là 5 và một phần là 5. Các con đã nhớ chưa nào? Bây giờ, cô cháu mình sẽ cùng ôn luyện để tách các nhóm đối tượng có số lượng là 10 theo yêu cầu nhé. Ở đây, các con hãy giúp cô đếm xem có bao nhiêu bông hoa bìm bìm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cô
sẽ tách một phần có 1 bông hoa và một phần có 9 bông hoa. Chính xác rồi. Chúng ta có những bông hoa dâm bụt thật là đẹp. Các con hãy đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta tách một phần là 2 và một phần là 8. Các con giỏi lắm. Tiếp theo là các bông hoa cúc. Chúng ta cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lần này các con hãy tách một phần là 3 và một phần sẽ là 7. Đây là hoa gì? Các con có biết không? Ta gọi là hoa màu gà. Chúng ta đếm số hoa màu gà nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các con hãy tách một phần là 4 và một phần là 6. Đúng rồi. Cuối cùng sẽ là những bông hoa loa kèn. Các con hãy đếm xem có bao nhiêu bông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 bông. Các con hãy tách một phần là 5 và một phần là 5. Xin chúc mừng tất cả các con. Các con làm giỏi lắm. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem nhiều video hay nhé!